Thì hôm nay đặc biệt là Hồng Hạc đói bụng á. Hồng Hạc đi ra khỏi chuồng, không khỏi vườn để cạp để quý vị thấy không? Để ăn kiếm ăn. Con có ít bánh mì đấy để con cho chú. Đó, đói bụng á quý vị. Chú đói bụng á. Quý vị thấy thương không? Đói bụng mới đi ra ngoài kiếm ăn á. Chắc hôm nay mấy chú ăn đồ, mấy chú vườn cho ăn quá. Ăn đi. Này. Ăn đi. Quý vị thấy thương không? Đó. Mấy chú đói bụng á. Ăn đi. Cái bánh mì này con mua về không biết đi, hơi bị mốc một chút, không biết có sao. Hy vọng là không sao. Đó. Đấy, hình như không mặc mãi hay sao. Ăn đi. Ăn đi về ấp trứng. À, vì thấy xa xa cái là chạy điện chỗ mình á. Hôm nay chủ bình thường là chủ ở trong mà. Mà hôm nay chủ ra ngoài á. Ăn đi. Sao giờ? À, chú ăn chặn rồi, chú ăn bây giờ chú đi kiếm ăn đó quý vị. Thấy thương không? À, thật đéo không? À. Ăn đi. Chú ăn gì thế? Ăn cò hả? Ăn cò ấy làm gì vậy ta? Thưa quý vị, hôm nay mưa chú ướt người, chú ướt đấy quý vị, thương chưa? Đó, chú bây giờ chú đứng cách con khoảng 1 mét thôi. Đó, quý vị thấy không? Nhưng mà chú đâu có sợ mình, tại vì mình thương chú mà. À, chú đang côn trùng, côn trùng đó quý vị. À, côn trùng rồi, rồi đi bắt côn trùng. Đó, bây giờ chú cách con khoảng 1/2 mét thôi. Đó, quý vị thấy không? Đó, nhưng mà mình có làm gì đâu, dân chủ rất là thương. Đó, cận cảnh quý vị lắm ha. Hôm nay đặc biệt này, trời đang mưa mưa này, con đứng dưới mưa quay cho quý vị xem luôn. Và hiện tại con cách Hồng Hạc chỉ có khoảng cỡ 1/2 mét thôi. Nếu như mà vui vui là chủ trồ cho một cái là mình khóc luôn á. Nhưng mà chủ thương á. À, chủ đi kiếm ăn đó quý vị. Đi được thị thương không? À, thưa tới quý vị, hôm nay là ngày thứ 11 kể từ khi Hồng Hạc đẻ trứng nhé quý vị. Chỉ còn 20 ngày nữa là Hồng Hạc con sẽ ra đời. Chúng ta cùng chờ đợi ha. Sáng hôm nay con bận, con chưa quay được. Thì hôm nay chú đích thân, chú bay ra khỏi vườn, chú đến trình diện mình luôn. Con đang tỉnh ăn cơm trưa mà thấy chú ra thị thương quá. Đây là đặt xuống. Đây là hình như không mặc mãi phải nè. Đó, quý vị thấy không, khi đựng cao lên rất là cao nha, chân này này. Đó, cao là nó đựng thẳng lên là cao lắm. À, ăn đi. Ừ, ăn đi. Bánh mì á. Ừ, ăn đi. Bánh mì á. Ăn đi, ăn đi, ăn về rồi, ăn về ấp con. À, chủ đi kiếm côn trùng, vì côn trùng này. Hơn, đó, hiểu thế không? Ăn gì á, con biết luôn. Quý vị thấy phía xa xa cái chùa mình đẹp không quý vị? Cảnh quan thầy ở đây xây dựng rất là đẹp nha quý vị. Rất là thiên nhiên. Ngôi chùa hòa với thiên nhiên thôi. Chú đang ăn mà nghe tiếng nào hơi là chú ngóc đầu dậy liền. Cảm giác lo sợ đó quý vị. Hồng Hạc những lúc mà cái mùa mà sinh sản này là những lúc chú lo sợ nhất. Tại vì tấm đĩ mà, đang mà sanh con mà.
Hôm nay con có được một thứ đặc biệt là chú Hồng Hạc đi ra khỏi chùa, ra khỏi vườn đi dạo ăn, và con cũng mới tắm xong tính ăn cơm trưa đó. Mà thầy chủ ra thì thương quá, là đứng tiếp lại tiếp xúc, mà chủ đâu có sợ mình đâu quý vị, mình thương chú mà. Thưa quý vị nha, Hồng Hạc là một loài tánh linh rất là mạnh. Ví dụ như sáng mở mắt dậy là con thấy chủ hót phía mình dậy đó, nó nào là ông nội dậy mà đi tu đi đó. Mà ví dụ nha, có mười lạch kinh xong là chú cũng hát, ở dưới là con nghe thêm chú hát đó, thì rất là đặc biệt. Tức là cái tâm linh của Hồng Hạc này rất là đặc biệt đó quý vị. Chim thiêng đấy, đây một loài chim thiêng đó quý vị, đẹp. Còn mong cho quý vị được qua trực tiếp này đó, như con đó ha. Con bây giờ là con đứng cách Hồng Hạc thực ra thưa quý vị chỉ có 1 mét thôi, có khi là gần hơn nữa chỉ nửa mét thôi. Nhưng mà chủ nó có sợ quý vị thấy không ạ? Đó, nó cảm bằng năng lượng á, mình thương nó thì làm sao nó sợ được. Đó, chủ đứng cao lên không? Đẹp chưa? À, cảm ơn ông Hạc, hôm nay đã cho tôi có một thước phim quý giá để tôi đăng cho mọi người xem ha. Hôm nay ngày thứ 11. Rồi Hồng Hạc đi kiếm ăn. Rồi là lát nữa Hồng Hạc ăn no rồi Hồng Hạc về ấp trứng ha. Hôm nay trời mưa gió thương quá trời luôn, ướt hết người được kìa, ướt hết lông được kìa. Quý vị nha, con cho chủ ăn bánh mì chủ không thích đâu quý vị. Đó, tức là Hồng Hạc là loài động vật hoang dã mà. Cho nên nó cũng thích tự nhiên, thích tự đi kiếm ăn, và vì thế không, nó cũng phụ thuộc mình đâu. Nó đâu làm phiền đến mình. Mình cho nó ăn thì nó cảm ơn, nó không cho thôi à. Nó kiếm ăn. Hiểu thấy không? À, tuyệt vời. Vậy ha. Chào ông Hạc ha, rồi con xin phép dừng video tại đây nhé quý vị. Thưa quý vị, quý vị thấy là Hồng Hạc đang ấp trứng không ạ? Sáng nay trời mưa quá trời có đất rồi, nhưng mà giờ trời nắng lên rồi quý vị. Đó. Đó, cho nên là chú Hồng Hạc đã có ấp cái con. Hôm nay là ngày thứ 11 thưa quý vị. Đây, hôm nay thì được cho quý vị xem cảnh quan là gì. Là mấy chú Nepal đang sửa lại căn lều lý tưởng đó quý vị, cũng như là cắt cỏ cho nó quang đáng. À, quý vị thấy à. Rồi Hồng Hạc trồng đâu rồi ta? À, Hồng Hạc trồng đi kiếm ăn đâu quý vị. Đây Hồng Hạc mài đang ấp trứng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.